Hoan hỷ chào đón quý bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý bác, anh chị có được vận trình nhiều cát tinh trợ mệnh, thần tài dẫn bước, vượng vận quý nhân sẽ đón nhiều vận may bất ngờ ập đến, sự nghiệp vinh hiển, tài lộc thăng tiến, có cơ hội trúng số, trúng thưởng rất lớn, đổi đời xứng tầm đại gia. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập nhìn đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác về tử vi tuổi Quý Hợi sinh năm 1983. Bất ngờ nhận lộc trời ban, tránh quả đắc phúc, làm ăn trúng lớn, phát tài cực giàu, đúng trong năm Ất Tỵ 2025. Có phước làm chủ thế gian, kém phước đành phải gian nan cuộc đời, nghiệp lành quả thiện ta khơi, tạo nhiều công đức ngàn đời ấm no. Quý Hợi thuận theo ý trời, bốn mùa sung túc êm đềm quanh năm, cửu long bao bọc cuộc đời, phúc lộc tràn trề như là biển khơi. Thưa quý tín chủ Quý Hợi, sinh năm 1983 thân mến, quá khứ từng có lúc tâm của Quý Hợi chỉ có đất trời, chỉ nhìn thiên địa, chỉ tin bản thân và chỉ thuận theo bản tâm bản tính. Cách đây không lâu, có lúc Quý Hợi tưởng mọi sự đều đã ổn an, rằng mình đã đạt được hạn mức tối cao của cuộc đời, rón rén thò một chân ra khỏi phòng an toàn cố hữu, mong thành công trong thành tựu, nghĩ được dựng xây một đời vô tư bên cạnh gia đình mà mình yêu thương. Thời gian trước từng có lúc Quý Hợi cuồng ca một khúc, từng có thời điểm bản mệnh hân hoan trong sự si say, tung bay trong men chiến thắng, rồi cuộc sống không phải là một giấc mơ. Cuộc đời là một nơi mà Quý Hợi là đạo diễn, nhưng kịch bản lại do mệnh số giao cho, và kịch bản mệnh số đưa ra thì thường điểm thêm dài ba chương bi kịch, năm ba dòng khổ đau. Thật ra tưởng chừng ấy khó khăn đau khổ dành cho Quý Hợi có thể khiến chú lợn Lâm Hạ Chi Trư này đổ gục, nhưng không, công sức nào chả được đền đáp, công dung trồng nào chẳng được thu hái trái ngọt. Bước sang năm Ất Tỵ 2025, người tuổi Quý Hợi chính thức đến hồi Thái Lai, bội thu tài lộc, giàu có nhất thiên hạ. Quý Hợi muốn biết cụ thể như thế nào, hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu ngay sau đây. Đặc trưng tính cách người tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, nam mạng. Xem tử vi tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, nam mệnh, năm 2025, may mắn, giàu có hay vận hạn thế nào? Năm 43 tuổi sẽ có những cơ hội vàng bất ngờ nào để xoay chuyển càn khôn, cải biến vận mệnh, xem ngay để sống giàu sang, phú túc và an nhàn. Quý Hợi mạng thủy cuộc đời, tương sanh tuổi mạng đường vô lộc tài, tánh tình điềm đạm hòa hài, thanh sắc đầy đủ trong ngoài dễ nên, vào đời thường gặp may hơn. Thu đông sanh thuận vững bền gia can, nghịch sanh duyên phận lỡ làng, bạc tiền không thiếu dương mang nỗi buồn, cuộc sống không muốn giàu khuôn, hậu lai phú túc tiền muôn bạc ngàn. Quý Hợi với nạp âm hành thủy, do can quý thủy, ghép với chi hợi thủy, đó là tuổi duy nhất trong 60 tuổi lục thập qua giáp, có cả ba yếu tố, can, chi và nạp âm đều là hành thủy, thuộc lứa tuổi có năng lực thực tài, nhiều may mắn, đường đời thênh thang rộng mở, ít gặp trở ngại, từ tiền vận cho đến hậu vận. Quý Hợi có đầy đủ hai tính chất của can quý và chi hợi, quý là hàng can chót của thập can, tính tình trầm lặng, ngay thẳng, nhiều cảm xúc, gặp thời thì biến hóa như rồng. Chi hợi trực giác cao, dễ thụ cảm, nhiều tưởng tượng và lý tưởng cao, đôi khi ngây thơ và lãng mạn, có tài của bậc lãnh đạo, có ý chí tiến thủ cao, mẫu người Quý Hợi trầm tính, ít bị hốt hoảng trước mọi biến động, dễ thành công trong bất cứ hoàn cảnh nào. Quý Hợi hợp với tuổi, giờ, ngày, tháng, năm, Quý Mão, Tân Mão, Ất Mão, Quý Mùi, Ất Mùi, Đinh Mùi, Tân Hợi, Quý Hợi, hành kim, hành thủy và hành mộc. Kỵ với tuổi, giờ, ngày, tháng, năm, Đinh Tỵ,
Ất Tỵ và các tuổi Mạng Thổ, Mạng Quả, Mang Hàng Can Mậu, Tỵ. Nam mệnh tuổi Quý Hợi, theo ngũ hành thuộc mệnh Thủy, hay còn gọi là Đại Hải Thủy, giống như biển cả mênh mông. Người tuổi Quý Hợi mệnh Đại Hải Thủy, thường phóng khoáng, tự do, thích làm việc lớn và có trí tuệ tốt. Họ là những người chịu chi, sẵn sàng đầu tư nhiều tiền bạc trong kinh doanh, buôn bán, miễn là mang lại kết quả tốt. Trong tâm tưởng, họ luôn mưu cầu tự do, vượt khuôn khổ, gò bó, nên ưa sự đổi mới trong công việc, cuộc sống, cầu nói biển rộng trời cao. Có thể cho thấy khát vọng tự do không ngơi của họ, chí lớn và mong cầu hơn người, có thể xuất hiện từ khi họ còn nhỏ, theo họ đến hết cuộc đời. Người Quý Hợi mệnh này không thích công việc tỉ mỉ, nhỏ nhặt, tiểu tiết, hành thủy mạnh về trí tuệ, tư duy, nên người tuổi Quý Hợi cũng có đầu óc tốt, thông minh nhạy bén, có tài tranh biện, lập luận tốt. Vì vậy, họ thường được trọng dụng bởi cấp trên và nể phục bởi đồng nghiệp. Vẻ ngoài của tuổi Quý Hợi lúc nào cũng thanh nhàn, nhàn nhã, dường như không bao giờ vướng bận, buồn phiền bất kỳ điều gì. Họ hoàn toàn không phải là những kẻ lười biếng, chỉ biết hưởng thụ, mà đơn giản là tuổi Quý Hợi biết cách cân bằng, điều hòa cuộc sống của chính mình. Dù gặp phải những khó khăn trong cuộc sống, họ cũng không bao giờ la hét, âm thầm, làm ầm lên cho người khác biết, cũng không ỷ lại dựa dẫm vào ai. Những người này âm thầm giải quyết vấn đề của mình với sự ung dung quả quyết. Trong con mắt của người xung quanh, tuổi Quý Hợi là những người rất thân thiện và hòa đồng. Họ chẳng bao giờ to tiếng, quát tháo một ai. Dù cho người đó có mắc phải sai lầm nghiêm trọng, sự bao dung và nhân hậu luôn tồn tại trong con người tuổi Quý Hợi. Họ sẵn sàng tha thứ và cảm thông cho lỗi lầm của người khác. Người tuổi Quý Hợi không thích tranh luận, đấu khẩu với người khác. Phương châm sống của họ là một điều nhịn chính điều lành. Bởi vậy dù kẻ khác có cố tình gây sự, người tuổi Quý Hợi cũng luôn giữ thái độ hòa hợp, nhường nhịn. Nhờ vào sự khéo léo trong cách đối nhân xử thế ấy, tuổi Quý Hợi được nhiều người yêu quý và kính phục. Mỗi khi làm việc gì, họ đều đặt lợi ích của tập thể lên hàng đầu, không bao giờ ích kỷ, dụ lợi cho bản thân. Những người này dễ đặt niềm tin vào người khác, điều đó khiến đôi lúc họ bị kẻ xấu lợi dụng. Đàn ông tuổi Quý Hợi thường sống ngay thẳng chân thật, không mấy khi nói chuyện lòng vòng sâu xa, mà không giấu giếm suy nghĩ thật của mình. Họ là người cương trực, không chịu luồn cúi, tâm hồn trong sáng, không chút phần đục. Những người đàn ông tuổi Quý Hợi cũng là người nhiệt huyết và yêu gia đình. Họ có đam mê mãnh liệt với công việc và cả tình yêu. Tuy nhiên, vì có số đào hoa, nên nam giới tuổi này phải chú ý giữ mình, không nên để chuyện tình cảm chi phối công danh, sự nghiệp. Quý Hợi nên rèn luyện thêm sự kiên trì, nhẫn nại, bình tĩnh, không nên nóng vội nhất thời mà dễ làm hỏng việc. Mặc dù quãng thời gian đầu đời của Quý Hợi nam mệnh khá vất vả, việc gì cũng đến tay, thời gian không đủ mà nghỉ ngơi hay vui chơi. Tuy nhiên chỉ cần Quý Hợi không ngừng nỗ lực, không bỏ cuộc, thì cuộc sống hậu vận sẽ thăng hoa hơn rất nhiều người. Sự chăm chỉ, cầu tiến giúp Hợi nam mệnh phát triển thêm mỗi ngày, tích lũy cho mình năng lực và các mối quan hệ trong xã hội, may mắn đến liên tục. Và đương nhiên tiền bạc không thiếu, sẽ giúp hậu vận của con giáp này ngày một thênh thang, cơ hội kiếm tiền ngày càng nhiều lên. Hơn nữa nam tuổi Quý Hợi cũng là người giỏi giao tiếp, dễ dàng gặp được nhiều quý nhân. Thông thường sau 40 tuổi, những người tuổi Quý Hợi nam mệnh đã đến độ chính nhất định, sẽ bắt đầu có những quyết định khôn ngoan, giúp Quý Hợi rủng rỉnh tiền bạc, tuổi già sống an nhàn, tự do tự tại. Thứ nhất, xem tử vi 2025 của nam mạng tuổi Quý Hợi theo can chi ngũ hành. Xét về thiên can, thiên can quý của tuổi gặp thiên can ất của năm 2025 là quan hệ tương sinh. Đây là năm công việc của bản mệnh tuổi Quý Hợi có sự khởi sắc, công việc dù có thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn. Bản mệnh hãy lập mục tiêu và kế hoạch phấn đấu ngay từ đầu năm để thu được thành quả như mong đợi. Xét về địa chi, Hợi gặp Tỵ Lâm cục diện xung thái tuế, báo hiệu một năm sẽ có nhiều thử thách đặt ra cho con giáp này, đòi hỏi bản mệnh Quý Hợi nam mạng luôn phải ở trong tư thế sẵn sàng đối mặt. Công việc xuất hiện nhiều cạnh tranh chèn ép, tiền bạc khó kiếm vì ít cơ hội lớn để xoay chuyển được cục diện, thì Quý Hợi cũng nên xây dựng và mở rộng các mối quan hệ trong làm ăn, cũng như dịch vụ chăm sóc khách hàng, để được quý nhân chỉ đường dẫn lối cho bạn. Xét về ngũ hành,
Ngũ hành bản mệnh thuộc thủy, gặp năm Ất Tỵ 2025 ngũ hành thuộc hỏa, Quý Hợi bị lưu niên khắc chế, việc này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của Quý Hợi. Hay chú ý về bệnh gan, trong công việc cũng xuất hiện không ít trở ngại, đòi hỏi bạn cần phải kiên trì hơn trong công việc mình đang làm. Tiểu kết. Năm 2025, do đối diện với cục diện xung thái tuế, người tuổi Quý Hợi nam mệnh sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn thử thách mà cuộc sống đặt ra. Bạn ít nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, nên việc gì cũng cần phải tự lực cánh sinh. Tuy nhiên, đừng vội bỏ cuộc, bởi cứ cố gắng rồi bạn sẽ tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm. Ngay từ đầu năm, Quý Hợi nên xác định rõ mục tiêu phấn đấu trong sự nghiệp, cùng với đó là xây dựng mối quan hệ với những người có khả năng giúp đỡ bạn. Có như vậy thì vận trình năm sẽ khởi sắc hơn những gì bạn tưởng. Thứ hai, xem tử vi Quý Hợi, sinh năm 1983, nam mạng, theo sao hạn. Năm 2025, tuổi Quý Hợi nam mạng gặp sao Kế Đô chiếu mệnh. Sao Kế Đô là một hung tinh đem lại sự buồn khổ, chán nản, thờ ơ. Sức mạnh của sao Kế Đô vô cùng lớn, ảnh hưởng từ trường của hung tinh này khiến bản mệnh cảm thấy bất an, luôn tự ti và hoài nghi chính bản thân mình. Hung tinh Kế Đô chủ về bệnh tật, tai họa, người âm phá dối, dù mệnh chủ sức sống dồi dào nhưng lại tự gây chuyện rồi gặp đại hạn thương tật bất ngờ. Trong dân gian vẫn lưu truyền một bài thơ về tính chất của sao Kế Đô như sau: Kế Đô chiếu mệnh năm nay, tháng 3 tháng 9 bi ai khóc ròng, đàn bà giận mệnh long đong, ốm đau tăng chế nặng trong năm này, đàn ông tuy nhẹ cũng lây như nàng, phúc lớn qua khỏi được an. Không thì tai họa dương mang có ngày, phòng người làm dấp rủi nguy, thi ân bố đức thẳng ngay nhẹ nhàng, tham tài dục lợi bất an, thương người phải nhớ chớ than chớ phiền. Nhìn chung sao Kế Đô chiếu mệnh, nam mạng, đều xấu cả, nhưng người mang âm khí sẽ bị nặng hơn, tinh thần thường bất ổn, hay buồn phiền chán nản, gia đạo bất an, phát sinh tang sự, phải xa xứ lông bông. Nam giới gặp sao này phải đi xa mới có tiền bạc, còn quanh quẩn trong nhà dễ gặp tai ương, chuyện thị phi, hay bị nam giới hại, cẩn trọng nhất vào tháng 3 và tháng 9 âm lịch năm Ất Tỵ. Kế Đô tọa mệnh thì ví như dạng sự khởi đầu nan, đầu năm bình thường, giữa năm xuất chúng, đầu năm đại hung thì cuối năm đại cát, thế nên gia chủ cứ hy vọng, mong một năm tốt đẹp thì hơn. Thứ ba, xem tử vi nam mạng, tuổi Quý Hợi, theo niên hạn là hạn địa dõng. Nếu như thiên la có nghĩa là lưới trời thì địa dõng chính là lưới đất, địa là đất, dõng là lưới, thiên la địa dõng mà đứng cạnh nhau thì được hiểu là lưới của trời đất. Người xưa có câu, nếu mệnh thân nào đặt ở hai cung này thì mãnh hổ cũng quá cọp giấy, phượng hoàng mạnh mấy cũng chỉ là phượng hoàng lửa. Nói về tính chất tốt xấu của hạn địa dõng, người xưa đã đúc kết qua hai câu thơ sau đây: Địa dõng nhiều nỗi buồn than, lời ăn tiếng nói xanh đoan rầy rà. Ý nghĩa của hai câu thơ này là dùng để chỉ những người gặp phải hạn địa dõng sẽ có nhiều nỗi buồn rầu trong cuộc sống, dù đúng hay sai cũng dễ bị hiểu lầm, dễ vướng vào những chuyện thị phi, rắc rối. Đó cũng là lý do tâm trạng của người bị hạn địa dõng trở nên nặng nề hơn, luôn cảm thấy đau buồn phiền lòng. Hạn địa dõng còn ảnh hưởng đến kinh tế, khiến công việc làm ăn kinh doanh gặp nhiều khó khăn, dễ bị kẻ xấu hãm hại, bị lợi dụng tiền bạc, lợi dụng làm việc trái với lương tâm, nên dễ vướng vào dòng lao lý, tiền mất tật mang. Người xưa có câu, răng địa dõng, địa dõng, ý nói là bùa dây kín mít. Vì vậy cách giải hạn địa dõng không phải là dễ. Nhiều người gặp hạn này, dù ít dù nhiều, vẫn gặp những rắc rối, nặng thì kiện cáo hầu tòa, nhẹ thì bị chê bai, hoặc công an giao thông xử lý, vi phạm lỗi giao thông, hoặc nội quy, quy định, quy chế của cơ quan, đơn vị. Có câu, lưới trời lồng lộng tuy thưa nhưng khó lọt, là vì thế, gặp năm có hạn địa dõng, nhiều tài liệu thời xưa còn ghi chép lại cách giải hạn địa dõng rằng, gặp thì phi khẩu thiệt, chớ nên đi với ai vào lúc trời tối, không nên cho người khác ngủ trọ, tránh mua đồ lậu, Hàn Quốc cấm. Ngoài ra, khi gặp hạn địa dõng, đương số cần kiên kỵ điều dữ, làm theo điều lành như là: về kinh tế, làm ăn minh bạch, không bán đồ rẻ, những đồ lạ, đồ quốc cấm hay đồ không rõ nguồn gốc, xuất xứ, đặc biệt khi mua phải có hóa đơn, chứng từ đàng hoàng, sẽ tránh được lao lý, tiền mất tật mang. Về đời sống,
mọi người trong gia đình nên nhường nhịn nhau, mỗi người đều bớt lời. Khi có công chuyện xảy ra, nên cùng nhau bàn bạc giải quyết, đặc biệt là bỏ qua mâu thuẫn, mọi người đồng lòng. Như vậy mới có thể thu xếp ổn thỏa mọi việc, khó khăn sẽ lần lượt qua đi. Đồng thời mọi người trong nhà sẽ yêu thương cảm thông cho nhau hơn, sẽ giúp gia đình càng đầm ấm hạnh phúc. Không nên đi với ai lúc trời tối, tránh bị hiểu lầm, nghi ngờ về mối quan hệ thiếu minh bạch, nhất là quan hệ nam nữ. Tình ngay lý gian, thậm chí người đó rất có thể là tội phạm, mà có thể sẽ liên lụy tới bản thân. Một điều nữa đó là không được cho người khác ngủ trọ, hoặc nếu đây là công việc bắt buộc thì phải đề phòng cẩn trọng, tránh trường hợp gặp phải kẻ gian khiến cho tiền bạc bay mất mà mọi người trong nhà lại nghi kỵ lẫn nhau. Có câu một mất mười ngờ, lúc đó sự êm ấm của đại gia đình dễ bị ảnh hưởng, hoặc có thể dẫn tới anh chị em bất hòa với nhau, tình cảm không còn khăng khít nữa. Thứ tư, vận niên năm 2025 của tuổi Quý Hợi, nam mạng. Năm 2025, tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, gặp vận niên Dương Hồi Ngàn. Dương Hồi Ngàn là dê được về núi rừng, thỏa trí tan bồng, hoa quả nhiều khắp nơi, cây xanh cũng xanh tươi quyến rũ, tha hồ chiêm ngưỡng và thưởng thức. Trong năm nay, đường công danh sự nghiệp của bản mệnh có nhiều triển vọng, kinh doanh thương mại cũng gặp dịp phát lộc. Trong năm này, bản mệnh gặp được nhiều bạn tốt, nhiều thời cơ suôn sẻ đang chờ đón bạn ở phía trước. Hơn nữa, trong năm nay, bản mệnh còn tiếp đoán nhiều tin vui trong gia đình, như thêm người, thêm của. Trong năm bản mệnh cũng nên biết kiềm chế khiêm nhường, thì đường sự nghiệp mới được bền vững. Ngoài ra, bạn cần chú ý quan tâm khi tham gia giao thông vận tải, quản trị tiền tài và gia tài cẩn trọng. Thứ năm, xem vận hạn năm 2025, tuổi Quý Hợi, nam mạng, theo tuổi âm. Tam tai năm 2025, người tuổi Quý Hợi cần tránh các năm tam tai, Tý, Ngọ, Mùi. Năm 2025 là năm Ất Tỵ. Theo cách tính này thì gia chủ Quý Hợi sinh năm 1983 sẽ không phạm đại kỵ tam tai. Tuổi Quý Hợi không phạm tam tai, vận trình sự nghiệp bớt đi những tác động xấu từ bên ngoài. Chủ yếu Quý Hợi nên tập trung dành thời gian cho bản thân, để tìm ra điểm mạnh và phát huy, cũng như những hạn chế mà bạn chưa làm tốt, để sửa đổi dần dần quý vị anh chị nhé. Kim Lâu năm 2025. Tuổi Quý Hợi năm 2025 không phạm Kim Lâu, tuổi đẹp để tiến hành cưới hỏi hay mua nhà, làm nhà. Quan Ốc 2025. Năm Ất Tỵ 2025, tuổi của bạn là Nhất Cát không phạm Quan Ốc. Nhất Cát hay còn gọi là Nhất Kiết. Có câu Nhất Kiết an cư thông vạn sự, nghĩa là làm nhà tuổi này sẽ có chốn an cư, mọi việc thuận lợi, cực kỳ tốt. Đánh giá chung về tử vi năm 2025, tuổi Quý Hợi, nam mạng. Dù là khi thuận lợi hay là lúc trắc trở, bản mệnh tuổi Quý Hợi cũng cần hết sức cẩn trọng trong mọi việc, nếu không dễ bị kẻ xấu lợi dụng. Nếu có cơ hội, bạn nên tìm cách phát triển bản thân, tự lập trong công việc, không nên nghĩ tới việc dựa dẫm vào người khác. Quan trọng là bạn phải đủ tinh tế để nhận ra đâu là cơ hội mình cần lập tức nắm bắt. Nắm bắt được cơ hội, bạn sẽ cải thiện được tình hình thực tại, thậm chí phát hiện ra được hướng đi mới khắc phục bế tắc. Tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, mệnh Thủy, 43 tuổi âm lịch. Trong năm Ất Tỵ 2025 sẽ có thiên can Quý gặp Ất là tương sinh, địa chi Hợi gặp Tỵ là lục xung, mệnh Thủy của tuổi gặp mệnh quả của năm tương khắc, nên đây được xem là năm tương đối khó khăn với bản mệnh. Tuy nhiên, nhờ gặp được vận niên Dương Thảo Ngàn tốt đẹp sẽ hỗ trợ một phần vận trình, giúp tài lộc trong năm hanh thông hơn. Chỉ cần Quý Hợi chăm chỉ làm ăn và không bỏ cuộc giữa chừng thì ắt đạt được thành công ngoài dự kiến. Sau đây là những dự báo hung cát trong vận trình xuyên suốt năm 2025 của tuổi Quý Hợi, nam mệnh, trên các phương diện khác nhau, cụ thể như sau. Về mặt sự nghiệp, so với tử vi tuổi Quý Hợi 2024, năm Ất Tỵ 2025, khó khăn bủa dây, cạm bẫy răng lối. Người tuổi Quý Hợi nam mệnh làm việc vất vả hơn, mất công mất sức mà chưa thể thu về kết quả như mong đợi. Vừa chịu tác động của cục diện tương xung với thái tuế, lại có thiên can lộ xuất tỷ kiên, chủ về tự thân vận động,
làm gì cũng một thân một mình, không có người thân hay bạn bè giúp đỡ. Tuế phá hung tinh, mang điềm báo giận quý nhân kém sắc, trong khi giận tiểu nhân dượng, lúc khó khăn chống chọi một mình, vất vả tứ bề. Người làm công ăn lương, bấp bênh với công việc hiện tại, không được lãnh đạo ủng hộ, khó mà thăng tiến. Nửa cuối năm dòng kìm kẹp của thái tuế dần mở, vận khí khởi sắc hơn đôi chút. Người khôn ngoan sẽ tận dụng ngay cơ hội để phấn đấu, trong nguy có cơ, vẫn có ánh sáng cuối đường hầm cho những ai nỗ lực hết mình, vì thế đừng quá bi quan. Việc kinh doanh buôn bán gặp nhiều bất lợi, có điềm bị phá hoại hoặc hãm hại sau lưng, thận trọng trong hùng hạp làm ăn, kẻo tiền mất tật mang. Năm xung thái tuế, bản mệnh nên hạn chế khởi đại sự, nếu có ý định khởi nghiệp thì cũng nên tiến hành chậm để thử nghiệm và thăm dò, chớ dục tốc mà bất đạt. Việc kinh doanh, buôn bán nên cẩn thận, tính toán cho thật kỹ lưỡng, không nên vội vàng tin lời người khác để dính vào lao lý, pháp luật, rắc rối nhiều bề. Trong việc làm ăn hay hợp tác, bản mệnh tuổi Quý Hợi nên chú ý chọn những tuổi sau, chẳng những không sợ thất bại mà còn thu được nhiều kết quả về tiền bạc. Đó là các tuổi Bính Tuất, Đinh Hợi, Ất Mão, Nhâm Tuất, Quý Mão, Giáp Dần, Quý Hợi, Tân Mùi. Những tuổi này là những tuổi hợp với sự làm ăn của bạn. Đặc biệt, trong năm 2025, thầy Gia Cát khuyên bản mệnh tuổi Quý Hợi hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng, giúp cho bản mệnh có một năm bội thu, đại cát, đại lợi. Về mặt tài lộc, bản mệnh tuổi Quý Hợi bước sang năm Ất Tỵ, chịu tác động của nhiều hung tinh, làm cho vận khí suy giảm. Về tài chính không quá lý tưởng, điềm báo hao tổn khá rõ, thu nhập chính cũng bị ảnh hưởng do công việc sa sút. Ngoài ra, trong năm gặp thái tuế án ngữ, lại bị các hung tinh tiểu hao, thiên khốc quấy phá, làm cho bản mệnh gặp họa phá tài, dễ tao tán về tiền bạc. Việc hợp tác với người khác cũng không mấy suôn sẻ, còn dễ đổ bể, vì thiếu cả kinh nghiệm lẫn may mắn. Nếu vẫn muốn đầu tư, bản mệnh nên chọn các hạng mục vừa tiền với nguồn vốn tầm trung, tìm hiểu kỹ lưỡng, đặc biệt là nâng cao cảnh giác, tránh nhẹ dạ cả tin để tránh bị kẻ tiểu nhân phỉnh nịnh lừa gạt. Tử vi cho thấy năm nay mặt khó khăn sẽ nhiều hơn mặt thuận, bản mệnh cần có sự cẩn trọng, đặc biệt là các vấn đề đầu tư tài chính, cũng không nên thực hiện những việc lớn lao, kẻo lại rước họa vào thân. Sao kế đô chiếu mệnh cũng làm cho bản mệnh tuổi Quý Hợi gặp nhiều chuyện rắc rối, quỷ ma quấy phá, cuộc sống khó bề yên ổn, lý trí bị che mờ. Nhiều chuyện xảy ra ngoài ý muốn, ví như người trong nhà đau ốm, bệnh tật, con cái gây rối, phải bỏ tiền ra thì mới xử lý được ổn thỏa. Cho nên, bản mệnh tuổi Quý Hợi trong năm này càng cần phải tự nhắc nhở bản thân mình, nên biết tiết kiệm thì tốt hơn, hạn chế mua sắm nhiều thứ không cần thiết hoặc tham gia quá nhiều vào các hoạt động vui chơi mà gây tổn hao về tài lộc. Nên biết cách quản lý về tài chính, việc tiêu dùng cũng cần có kế hoạch. Điều này sẽ giúp cho bản mệnh cân đối được mức thu chi của mình, chi không vượt quá thu, để có cuộc sống bình ổn, tránh tình trạng nợ nần. Về cuối năm, vận trình tài lộc của bản mệnh có phần khởi sắc hơn, khi đó bản mệnh ít bị tác động của các hung tinh, công việc làm ăn, kinh doanh, buôn bán có phần được thuận lợi, từ đó tài lộc cũng sẽ đến, giúp cho cuộc sống của bản mệnh cảm thấy dễ chịu hơn. Người làm công ăn lương thu nhập hầu như không tăng, do chỉ có một nguồn thu chính, kinh doanh buôn bán cũng không mấy thuận lợi, dễ bị tình trạng bùng hàng, ế ẩm. Đây không phải là thời điểm lý tưởng để hợp tác mở rộng làm ăn hay đầu tư, khả năng cao không thu hồi được vốn, nghiêm trọng hơn, còn khiến bạn rơi vào cảnh nợ nần. Tuy nhiên, trên thực tế thì trong năm Ất Tỵ 2025, vẫn sẽ có một số thời điểm bản mệnh gặp được nhiều may mắn hơn. Quan trọng là bạn phải đủ tinh tế để nhận ra đâu là cơ hội. Mình cần lập tức nắm bắt được cơ hội, bản mệnh sẽ cải thiện được tình hình thực tại, thậm chí phát hiện ra được hướng đi mới, khắc phục bế tắc. Về mặt tình cảm, gia đạo, vốn là năm được bách diệt chủ nhân duyên nhập cục, các tin này mang đến may mắn trong các mối quan hệ tình cảm của bạn. Bất luận là người độc thân hay đã có gia đình, đều sẽ có những thời điểm tình yêu thăng hoa,
hạnh phúc ngập tràn. Người độc thân nhìn chung khá dượng đào hoa, có quan hệ xã giao rộng rãi, dễ dàng tìm thấy đối tượng ưng ý về ngoại hình, tính cách hay điều kiện kinh tế. Tuy nhiên, cục diện tương phá thái tuế lại khiến tình cảm dễ đến dễ đi, có hỷ ái, có ưu sầu, rất dễ đi vào lối cực đoan. Con giáp này gặp nhiều, nhưng chưa chắc đối phương đã nghiêm túc và muốn gắn bó lâu dài. Nếu đứng núi này trong núi nọ, bạn còn có thể mất cả trì lẫn chài. Những người đã lập gia đình thì lại càng phải quan tâm nhiều tới gia đạo. Những mâu thuẫn vụn vặt thường ngày, nếu không xử lý thỏa đáng, cũng có thể phá hỏng hòa khí trong gia đình. Bản mệnh cũng nên đứng ra điều tiết các mối quan hệ trong nhà, tâm sự và chia sẻ nhiều hơn với con cái, để không tạo thành khoảng cách giữa cha mẹ và con cái. Về mặt sức khỏe, với những rắc rối trong cuộc sống, người tuổi Quý Hợi khó có thể cảm thấy lạc quan khỏe mạnh. Bạn cảm thấy mệt mỏi với các áp lực, thậm chí là than thân trách phận, tâm lý nặng nề. Sự tác động của hạn địa dõng cùng với hung tinh tang môn, tử phù, chủ về sức khỏe, làm cho bản mệnh gặp nhiều vấn đề về sức khỏe. Quỷ ma quấy phá, nhiều chuyện rầy rà, tâm lý bất an, lo âu buồn bực, sinh ra nhiều thứ bệnh. Cục diện tứ hình xung, dần thân tỵ hợi, cũng sẽ gây ra sự sa sút về thể chất, tinh thần, mệt mỏi và áp lực. Các dạng tai nạn như té ngã, tai nạn xe cộ, các ngành nghề nguy hiểm đều có khả năng xảy ra. Để tránh rơi vào những tình huống xấu, bạn cần nhanh chóng chia sẻ những cảm xúc của mình với những người đáng tin cậy, không nên giấu mọi chuyện ở trong lòng. Rồi lại suy nghĩ không thông, chắc hẳn mọi người luôn sẵn sàng đưa cho bạn một gợi ý, giang tay giúp bạn vượt qua tình cảnh khó khăn. Ngoài ra, con giáp này cũng không nên dành quá nhiều thời gian cho công việc, hãy tìm cách cân bằng cuộc sống và sự nghiệp của mình. Tích cực tham gia vào các hoạt động thể dục thể thao sẽ giúp bạn cảm thấy khỏe mạnh, tinh thần nhẹ nhõm hơn. Đặc biệt, thầy gia các khuyên bản mệnh tuổi Quý Hợi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, quá sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy gia các sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của bản mệnh. Quá giải vận hạn theo phong thủy năm 2025 dành cho năm mệnh Nhân Tuất, sinh năm 1983. Cách quá giải sao kế đô theo phong thủy năm Ất Tỵ 2025. Đồ phong thủy. Sao kế đô là sao thuộc hành thổ, muốn quá giải được những nguồn năng lượng tiêu cực từ sao này thì cần phải dùng hành kim để tiết chế. Do đó, nên mặc những đồ màu trắng, bạc, xám, nghi. Có thể dùng những vật phẩm phong thủy làm bằng đá quý, màu trắng như thạch anh trắng để áp chế. Tích cực làm việc thiện. Chủ động làm nhiều việc thiện, giúp đỡ mọi người xung quanh, thường xuyên phóng sinh, dần dà tai ương sẽ tan biến. Việc dân sao giải hạn tốn kém, mất nhiều công sức mà chưa chắc đã có được hiệu quả bằng chính việc làm của bản thân mình. Cách quá giải hạn địa dõng năm 2025. Về làm ăn, tốt nhất làm ăn chân chính, buôn bán kinh doanh rõ ràng và minh bạch, nhập hàng hóa sản phẩm đúng chất lượng, có hóa đơn chứng từ rõ ràng, đừng vì cái lợi nhuận mà bán rẻ lương tâm. Về gia đạo, mọi người trong gia đình là một, gia chủ gặp hạn, không nên hơn thua, tránh điều đáng tiếc xảy ra, luôn yêu thương và nhường nhịn lẫn nhau, đừng vì lời nói của người khác mà tình cảm gia đình tan nát, chia ly xa cách. Dù có chuyện gì xảy ra thì mọi người nên ngồi lại mà tìm cách giải quyết. Tinh thần hướng thiện. Gia chủ cần thành tâm, sống hướng thiện, cho đi mà không cần nhận lại, thường xuyên đi chùa thắp hương cầu Phật, mong gia đạo được bình an, sức khỏe dồi dào. Cảnh báo, đương số không nên đi ra khỏi nhà vào trời tối, không may tai nạn bất ngờ xảy ra rất nguy hiểm, đồng thời không nên cho người lạ vay mượn tiền, hoặc ngủ nhờ qua đêm, chẳng may gặp phải kẻ xấu, nỗi lòng tham đánh cắp tài sản, thậm chí còn sát hại đến tính mạng. Quý Hợi sinh năm 1983, bước vào năm 2025 là 43 tuổi âm lịch, bạn đang ở nửa đầu giai đoạn 3 của vận trình đời người, được gọi là tứ nhập nhi bất hoặc, từ 40 tuổi trở đi, không còn mê hoặc. Đến tuổi này thì đã chín chắn, có kiến thức và kinh nghiệm phong phú, nên đối với những việc diễn ra trong xã hội, có chính kiến rõ ràng, kiên định, không còn nghi ngờ,
bất hoạt. Từ 40 tuổi trở đi là độ tuổi dùng điều bất biến để ứng dạng biến, là độ tuổi có thể nhìn thấu dạng vật trên thế gian, cũng là độ tuổi trưởng thành, bất hoạt, tức là tỉnh táo, là minh bạch về bản thân, về người khác và về thế giới. Con người sống trong xã hội thì không thể tách khỏi xã hội. Mối quan hệ giữa con người và xã hội là mối quan hệ giữa cá thể và quần thể. Cá thể là một phần tử trong quần thể. Lý tưởng và nguyện vọng của một cá nhân phải được kiến lập dựa trên cơ sở của một xã hội hiện thực. Trong tâm cần có một sức mạnh, điềm nhiên khi ứng phó với thế giới bên ngoài. Thứ nhất là hiểu thấu bản thân mình, chính là khiến nội tâm mình dần dần trở nên lớn mạnh trong quá trình tôi luyện, biến những thứ bên ngoài trở thành năng lượng bên trong. Người từ 40 tuổi trở đi là người có độ tuổi thực tế nhất, không nên phạm quá nhiều sai lầm và đi đường vòng. Thứ hai, hiểu rõ trách nhiệm của bản thân. Đặc điểm lớn nhất của người từ tuổi 40 trở đi là hiểu rõ trách nhiệm của bản thân mình. Họ phải gánh vác trách nhiệm xã hội, trách nhiệm gia đình, hiếu thuận với cha mẹ và chịu trách nhiệm dưỡng dục con cái. Từ 40 tuổi trở đi là thời kỳ huy hoàng trong đời người, cũng là thời kỳ có cống hiến lớn nhất cho gia đình và xã hội. Quý vị thân mến, khi chọn người hợp tuổi xông nhà, gia chủ nên xét theo tam hợp, nhị hợp hoặc mệnh hợp, người khỏe mạnh, tính tình tốt, sống chân thành, giúp thu hút phước đức cho gia chủ, người thành công, đỗ đạt, giúp thu hút tài khí cho gia đạo. Xem tuổi xông nhà, xông đất năm Ất Tỵ 2025 cho người tuổi Quý Hợi sinh 1983. Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông đất nên chọn người có thiên can, địa chi, ngũ hành tương sinh với gia chủ. Đồng thời thiên can, địa chi, ngũ hành của năm 2025 cũng cần tương sinh với người đó. Các tuổi sau đây phù hợp với gia chủ để xông đất vào đầu năm mới. Các tuổi xông đất tốt với người tuổi Quý Hợi trong năm Ất Tỵ 2025 là Bính Tuất 2006, tốt, Quý Mùi 2003, tốt, Đinh Mão 1987, tốt, Bính Thìn 1976, tốt, Đinh Mùi 1967, tốt, Bính Tuất 1946, tốt, Quý Mùi 1943, tốt, Đinh Mão 1927, tốt, Tân Mão 2011, cá, Kỷ Mão 1999, cá. Các tuổi xông đất xấu với người tuổi Quý Hợi trong năm Ất Tỵ 2025 là Nhâm Thân 1932, không tốt, Tân Tỵ 1941, không tốt, Nhâm Dần 1962, không tốt, Tân Hợi 1971, không tốt, Nhâm Thân 1992, không tốt, Tân Tỵ 2001, không tốt, Giáp Thân 1944, không tốt, Giáp Dần 1974, không tốt, Giáp Thân 2004, không tốt, Mậu Dần 1938, không tốt. 2. Xuất hành đầu năm 2025. Ngày mùng 1 Tết 2025, dương lịch, thứ tư, ngày 29 tháng 1 năm 2025. Âm lịch, ngày mùng 1 tháng 1 năm 2025, tức ngày Mậu Tuất, tháng Mậu Dần, năm Ất Tỵ. Mùng 1 Tết Ất Tỵ, xuất hành hướng Đông Nam để đón Hỷ Thần, hướng Chính Bắc để đón Tài Thần. Khởi hành vào các khung giờ hoàng đạo, giờ Dần, 3 đến 5 giờ, giờ Thìn, 7 đến 9 giờ, giờ Tỵ, 9 đến 11 giờ, giờ Thân, 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu, 17 đến 19 giờ, giờ Hợi, 21 giờ đến 23 giờ. Vận trình tử vi từng tháng âm lịch đối với bản mệnh tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, nam mạng, trong năm Ất Tỵ 2025, được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Vận trình tử vi tháng 1 âm lịch 2025 đối với nam mạng tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983. Bước sang tháng đầu tiên của năm Ất Tỵ, những chuyến du xuân đầu năm dễ khiến sức khỏe của bản mệnh có phần giảm sút. Bản mệnh nên biết vui chơi có chừng mực, hạn chế sử dụng các chất kích thích gây ảnh hưởng đến thể chất lẫn tinh thần. Về công việc, may mắn được cục diện nhị hợp trợ mệnh, có vận quý nhân xuất hiện, điều này sẽ giúp cho vận trình công danh sự nghiệp của bản mệnh Quý Hợi có sự khởi sắc. Cơ hội kiếm tiền tay trái của bản mệnh tuổi Quý Hợi sẽ xuất hiện, việc kinh doanh vận hành có phần được thuận lợi hơn,
bản mệnh dựa vào tài năng cá nhân để thu về thành quả bất ngờ. Đường tài lộc tháng này của bạn khá khả quan, chỉ cần chăm chỉ thì sẽ dễ dàng thu được tiền về. Vận trình tháng 2 âm lịch 2025 đối với nam mạng tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983. Bước sang tháng 2 âm lịch, bản mệnh tuổi Quý Hợi có vận trình tài lộc tương đối hanh thông, được tam hợp trợ mệnh công việc thuận lợi, không có nhiều vấn đề phát sinh. Chỉ là tháng này không thích hợp để đầu tư quy mô lớn, nên bản mệnh cần cân nhắc trước khi đầu tư. Tuy nhiên, dù có tiền rủng rỉnh, bản mệnh cũng nên biết quản lý về tài chính tốt hơn, tránh thất thoát không đáng có, bởi tài vận trong năm gặp nhiều khó khăn. Bản mệnh cũng cần đề phòng họa thị phi, nói năng cẩn thận, tránh để mất lòng người khác. Thể lực hơi kém, ốm đau bệnh cũ tái phát, nếu chú ý nghỉ ngơi dưỡng sức thì tháng này có khả năng bình phục nhanh chóng. Vận trình tử vi tháng 3 âm lịch 2025 đối với nam mạng tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983. Bước sang tháng 3 âm lịch, bản mệnh tuổi Quý Hợi sẽ có biến cố xuất hiện, nhiều vấn đề không mong muốn xảy đến. Dưới ảnh hưởng của hung tinh, thiên khốc, địa tang, bản mệnh dễ gặp rắc rối bởi một số cảm xúc tiêu cực, khiến cả người trông bơ phờ, mệt mỏi, nhiều người còn đón tin không vui trong gia đình. Tháng thìn thổ xung hợi thủy, nhiều người tham công tiếc việc, nên sẽ làm việc quá sức trong tháng, nên sức khỏe rất dễ sa sút. Bản mệnh không nên tạo áp lực quá lớn cho bản thân, hãy nhìn nhận mọi việc thật vui vẻ là điều quan trọng nhất. Nếu cảm thấy phiền phức thì có thể trao đổi với bạn bè hoặc gia đình. Tài lộc chậm. Vận trình tháng 4 âm lịch 2025 đối với nam mạng tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983. Bước sang tháng 4 âm lịch, phương diện công việc chuyển biến không được như mong đợi. Trong tháng, bản mệnh nên cân nhắc thật kỹ lưỡng nếu có ý định nhảy việc. Tháng đang chịu ảnh hưởng của ngũ hành đối xung, Tỵ Hợi gây trở ngại, cho nên bản mệnh làm gì cũng khó khăn, thường xuyên gặp rủi ro, tâm trạng kém, dễ nảy sinh những cảm xúc tiêu cực. Vì vậy, tuổi Quý Hợi nên chú ý trò chuyện và thảo luận nhiều hơn với các thành viên trong gia đình trong tháng này để giảm bớt căng thẳng tinh thần và những cảm xúc u ám. Đồng thời, bản mệnh cũng nên chú ý áp dụng các mẹo phong thủy cho người bị phạm thái tuế trong năm 2025 để vận trình cả năm trở nên hanh thông, giảm bớt điềm xấu hơn. Vận trình tử vi tháng 5 âm lịch 2025 đối với nam mạng tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983. Bản mệnh tuổi Quý Hợi bước sang tháng 5 âm lịch cho thấy bản mệnh cần chú ý dành nhiều thời gian hơn cho nửa kia của mình. Những giây phút bên nhau giản dị lại giúp cho tình yêu đôi lứa khởi sắc đáng kể. Đối với những người độc thân cũng dễ làm quen được với những người khác phái, cơ hội bén duyên cũng không hề ít, bản mệnh có biết nắm bắt được cơ hội hay không mà thôi. Về công việc, bản mệnh sẽ gặp phải nhiều khó khăn, có nhiều xáo trộn do bị ảnh hưởng bởi sao xấu thái tuế và hoàng phiên chiếu mệnh. Không chỉ vậy, khối lượng công việc ở nơi làm việc cũng sẽ tăng lên một cách khó hiểu. Nếu bản mệnh không thể xử lý kịp thời nhiệm vụ của mình thì rất có thể sẽ cản trở và ảnh hưởng đến những việc khác nữa. Vận trình tử vi tháng 6 âm lịch 2025 đối với nam mạng tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983. Vận trình tình cảm của bản mệnh tuổi Quý Hợi trong tháng 6 âm lịch này khá tốt. Với sự trợ giúp của giải thần, thiên phúc, giúp cho công việc lẫn chuyện tình cảm sẽ nhận được không ít sự giúp sức từ những người xung quanh, bản mệnh cũng được giới thiệu nhiều cơ hội việc làm, đầu tư hấp dẫn. Sau hồng loan che chở, về mối quan hệ tình cảm vợ chồng trở nên tốt đẹp hơn trong tháng này, những mâu thuẫn và xung đột hàng ngày cũng dần được giải quyết, mọi người xích lại gần nhau hơn. Đối với những người độc thân, khả năng cao sẽ tìm được người ưng ý, nhờ người thân, bạn bè mai mối. Vận trình tử vi tháng 7 âm lịch 2025 đối với nam mạng tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983. Bản mệnh tuổi Quý Hợi trong tháng 7 này bị ảnh hưởng bởi nhiều hung tinh quấy phá, tình hình sức khỏe không được mấy lạc quan. Trong tháng gặp cục diện ngũ hành tứ hình xung, dần thân Tỵ Hợi gây trở ngại vận trình, dẫn đến vận khí tiêu hao. Sự nghiệp của bản mệnh không được như ý, dễ nảy sinh thị phi, bản thân quá ngang bướng, nóng nảy, cho nên không được mọi người ủng hộ. Bản mệnh cũng nên biết khắc chế điểm này, suy nghĩ thận trọng trước khi nói hay làm. Trong tháng có quan tinh lộ, bản mệnh nên nhớ là không được quá nóng tính,
hay mới bèo ra bỏ khiến bản thân xích mích với lãnh đạo. Về phương diện tình cảm, đối với những người đã có gia đình, chuyện tình cảm liên tục bị tác động bên ngoài làm cho rạn nứt. Bản mệnh cần chú ý và xử lý thật tốt những trường hợp dễ gây ra hiểu nhầm, cần học cách chia sẻ nhiều hơn, cùng phối hợp với đối phương để tháo gỡ khúc mắc, hóa giải nguy cơ chia rẽ trong tình yêu. Ngoài ra, bản mệnh cũng cần đề phòng các vấn đề pháp lý, nhất là những hoạt động liên quan đến xuất nhập cảnh. Vận trình tháng 8 âm lịch 2025 đối với nam mạng tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983. Tổng thể đường tài lộc của bản mệnh tuổi Quý Hợi trong tháng 8 ở mức trung bình, có thu, có chi. Bản mệnh nên lập ra những kế hoạch, phương pháp để gia tăng tài lộc cho mình, kế hoạch triển khai thuận lợi, tài lộc dễ kiếm hơn. Đây là thời điểm tốt để cho bản mệnh buông tiền đầu tư kinh doanh, nhưng bản mệnh cũng cần phải chú ý, hiểu rõ trước khi đầu tư, tránh mù quáng dẫn đến tiền mất tật mang. Trong tháng này, nhờ các sao thiên mã, lộc tồn trợ mệnh, nên vận thế của bản mệnh ở hầu hết các khía cạnh đều tương đối bình ổn. Bản mệnh có cơ hội thể hiện những khía cạnh năng lực của bản thân thông qua những việc làm thường ngày, chỉ cần có sự chăm chỉ, nhiệt tình trong công việc thì sẽ thu được thành quả. Vận trình tháng 9 âm lịch 2025 đối với nam mạng tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983. Bản mệnh tuổi Quý Hợi bước sang tháng 9 âm lịch với sự trợ giúp của ngôi sao may mắn Thiên Giải, Thiếu Dương, vận trình tài lộc của bản mệnh có dấu hiệu tăng nhẹ. Bản mệnh nên biết phát huy tài năng, năng lực có thể sẽ được cấp trên nhìn nhận, từ đó tạo ra nhiều cơ hội tốt. Có người sẽ có thành tích tốt trong sự nghiệp, được lãnh đạo công ty đánh giá cao, địa vị của bản mệnh ở nơi làm việc cũng được cải thiện, thậm chí thu nhập cũng từ đó tăng theo. Người làm kinh doanh, buôn bán, công việc thuận lợi, hãy tiếp tục học tập và trau dồi kiến thức nhiều hơn để phát triển kinh tế một cách tốt nhất. Vận trình tháng 10 âm lịch 2025 đối với nam mạng tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983. Tháng 10 âm lịch, bản mệnh tuổi Quý Hợi có thể xảy ra một số mâu thuẫn, tranh cãi nhỏ, bản mệnh nên tiết chế sự nóng giận, không nên mất bình tĩnh và nói ra những lời không hay. Tháng này về phương diện tài lộc của bản mệnh rất dễ bị tiêu hao, việc kinh doanh buôn bán có thể gặp thị phi, tai tiếng, thậm chí còn khiến cho kết quả dự định không đạt được như ý. Một số người có dự định bước vào kinh doanh buôn bán hay mở rộng về quy mô kinh doanh có thể sẽ gặp phải rủi ro do chưa nhìn rõ được xu hướng của thị trường và gặp phải sự sa sút trong vận may của mình. Vận trình tháng 11 âm lịch 2025 đối với nam mạng tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983. Bước sang tháng 11 âm lịch, lúc này bản mệnh tuổi Quý Hợi không còn chịu ảnh hưởng nặng từ thái tuế và hung tinh, vì thế mọi phương diện đều được giữ ở mức phát triển ổn định. Đặc biệt là về mặt sự nghiệp, vận thế có chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Không những dễ bề xử lý việc nhỏ nhặt ở nơi làm việc, mà còn có cơ hội nhận được sự khen ngợi, đánh giá cao từ phía lãnh đạo. Người làm kinh doanh buôn bán vẫn tiếp tục duy trì được tài lộc tương đối khả quan. Về sức khỏe, bản mệnh nên chú ý các đồ vật trong gia đình và khi tham gia giao thông, tránh gặp họa huyết quang gây thương tích cho thân thể mình. Vận trình tháng 12 âm lịch 2025 đối với nam mạng tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983. Tháng 12 âm lịch thiên về tình trạng bận rộn, đó cũng là áp lực không hề nhỏ đối với bản mệnh tuổi Quý Hợi. Công sức và nỗ lực của cả năm sẽ được thu hoạch trong tháng cuối cùng này, do đó, bản mệnh tuổi Quý Hợi tránh nóng vội, nên giải quyết từ từ từng việc để có thể thu được kết quả tốt nhất. Trong tháng, bản mệnh Quý Hợi may mắn gặp được Thanh Long, giúp cho bản mệnh vận hành công việc từ lớn đến nhỏ đều cơ bản thông thuận, không gặp phải khó khăn gì đáng kể. Nên lưu ý, Thanh Long đại diện cho lẽ phải, làm ăn chân chính ắt sẽ thu được thành quả. Phương diện tài lộc của bản mệnh tuổi Quý Hợi trong tháng này tương đối tốt, tiền lương, tiền thưởng và các khoản đãi ngộ cuối năm giúp cho bản mệnh có được nhiều niềm vui và an tâm hơn. Những người làm kinh doanh, buôn bán thì công việc diễn ra thuận lợi, hàng hóa tấp nập, tiền bạc thu về không ít. Nhìn chung, trong tháng này bản mệnh tuổi Quý Hợi có thu nhập chính và thu nhập phụ đều tăng trưởng thích hợp. Tháng này, bản mệnh cũng cần quan tâm tới sức khỏe của bản thân nhiều hơn, tránh chủ quan, lại gây tổn hại về thân thể. Các dạng tai nạn như đi đường tự ngã, va chạm xe cộ,
tai nạn trong lao động đều có thể xảy ra. Nhân sinh cảm ngộ. Kính thưa quý vị, nếu hỏi bí quyết làm giàu của những người thành công, bạn sẽ nhận ra mẫu số chung của hầu hết họ, đó là từ khó khăn, vất vả mà đi lên. Quá trình đó họ phải trả giá bằng mồ hôi nước mắt. Còn những ai làm giàu nhanh thì tiền của ra đi cũng nhanh chóng dánh như cách nó đến vậy. Thế nên để có được sự giàu có bền vững, Đức Phật luôn khuyên chúng ta, đó là luôn chăm chỉ, cần cù, nhẫn nại, làm việc gì cũng phải hết mình, tận tâm thực hiện đến cùng mới mong có được kết quả. Mới thấy khó mà bỏ cuộc thì không có cơ hội chinh phục các thử thách, cũng không có cơ hội tiến bộ về trí tuệ. Hãy lấy lao động làm vinh quang, vì qua đó chúng ta mới khai mở trí huệ của mình. Nhưng cũng phải đủ kiên nhẫn cho tới khi thấy được thành quả thực sự, chứ không nên đứng núi này trông núi nọ. Dù có ước mơ làm giàu nhưng không kiên trì nhẫn nại thì chỉ sôi hỏng bỏng không, dù đã hoàn thành 90% quá trình làm giàu. Chỉ còn thiếu 10% nữa, nhưng ta vì quá chán nản mà bỏ cuộc, không chịu tiến bước, thì cuối cùng vẫn bị rơi vào cảnh nghèo khó trong nay mai mà thôi. Như vậy, chỉ uổng phí thời gian và công sức suốt 90% đó mà cuối cùng không thể thoát ra được dòng luẩn quẩn của đói nghèo. Hãy nhớ lời Phật dạy về nguyên tắc của sự giàu có này, để luôn chăm chỉ nhẫn nại trong suốt hành trình của mình. Đừng vì chưa thấy chút thành quả nào đã nản trí bỏ cuộc. Nếu gặp khó khăn thì kiên trì tháo gỡ từng chút một, tin rằng ta đang phải giải một bài toán khó. Giải được rồi, ta sẽ thông minh lên và giàu có gấp bội. Đó cũng là việc rất thú vị trong quá trình làm giàu mà ai cũng phải trải qua và không ai là ngoại lệ. Dân, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, Nam Mạng, trong năm Ất Tỵ 2025. Minh Đường tử vi rất mong rằng quý vị sẽ có một năm nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường tử vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.